So sánh Đàm Tùng Vận, Dương Từ và Triệu Lệ Dĩnh, ai đẹp hơn? Lu Chen và Gui Xiao, do Trinh Boran và Đàm Tùng Vận thủ vai trong The Return, đã sinh con gái Lu Chu Yang. Cặp đôi Trang Seo này cũng sắp có một đám cưới siêu lãng mạn. Sau 10 năm xa cách, mối tình đầu của họ cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Thật tuyệt vời, mối quan hệ này không chỉ giúp Lu Chen và Gui Xiao bước ra khỏi cái bóng của gia đình ban đầu mà còn mang đến cho nhiều khán giả sức mạnh chữa lành. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rất xúc động và mong chờ đêm chung kết sẽ mang đến nhiều bất ngờ và cảm động hơn cho mọi người. Trong Đường Về, cảnh đám cưới giữa Lục Thần và Quy Hiểu đặc biệt cảm động. Lục Thần cuối cùng cũng cưới được mối tình đầu khiến anh vô cùng phấn khích. Tại hiện trường đám cưới, Lu Chen đã bày tỏ tình yêu sâu sắc nhất của mình với Gui Xiao. Những lời yêu thương cảm động đó thốt ra từ miệng anh, khiến anh rất bất ngờ. Gui Xiao, người mặc váy cưới màu trắng, đã xúc động rơi nước mắt sau khi nghe những lời yêu thương này. Cô biết mình đã tìm được tình yêu đích thực. Toàn bộ khung cảnh đám cưới tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu. Người ta thường nói khoác lên mình chiếc váy cưới là khoảnh khắc tỏa sáng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Trong bộ phim Homecoming, vẻ ngoài của Gui Xiao trong bộ váy cưới màu trắng chắc chắn đã trở thành tâm điểm chú ý nhất của toàn bộ bộ phim. Đối với phụ nữ, tình yêu giống như loại mỹ phẩm tốt nhất có thể khiến họ tỏa sáng rực rỡ không gì sánh bằng. Vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ nằm ở những bộ quần áo lộng lẫy mà họ mặc mà còn ở việc họ được bao bọc bởi tình yêu và ánh sáng hạnh phúc trong mắt. Trong bộ phim Homeward Bound, khoảnh khắc Gui Xiao do Đàm Tùng Vận thủ vai mặc váy cưới đẹp đến mức mọi người phải sáng mắt. Khán giả bị mê hoặc, quan trọng hơn, Gui Xiao cuối cùng cũng kết hôn được với người đàn ông cô yêu nhất sau 10 năm tham gia vở kịch. Cảnh phim ngọt ngào đến mức vừa hạnh phúc vừa ấm lòng. Khi nói đến việc mặc váy cưới, Dương Từ có ngoại hình tương tự trong Xin Lời Khuyên Cho Phần Đời Còn Lại và Triệu Lệ Dĩnh cũng có ngoại hình tương tự trong Hạnh Phúc Vạn Nhà. Thực lòng mà nói, ba nữ diễn viên này đều rất xinh đẹp trong bộ váy cưới, mỗi người đều có nét quyến rũ riêng. Tuy nhiên, bạn thấy nữ diễn viên nào trông lộng lẫy nhất trong bộ váy cưới? Trong Xin Lời Khuyên Cho Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi, mặc dù đám cưới giữa Lin Chiếc Xiao và Gu Wei đầy lãng mạn và ấm áp, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu sắc khác. Khi đó, bệnh tình của cha Lin Chiếc Xiao lại tái phát. Là một bác sĩ, Gu Wei nói với Lin Chiếc Xiao một cách rõ ràng rằng thời gian của cha cô sắp hết. Để cha yên tâm ra đi, Lin Chiếc Xiao và Gu Wei quyết định tăng tốc và kết hôn. Vì vậy, mặc dù Lin Chiếc Xiao trông xinh đẹp đến mê hồn trong bộ váy cưới nhưng trong mắt cô vẫn có chút buồn bã. Đám cưới này không chỉ là lễ kỷ niệm tình yêu mà còn là lời chia tay mối quan hệ gia đình. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập tình cảm và sự bất đắc dĩ. Trong bộ phim, Xin Hãy Cho Tôi Thêm Lời Khuyên Trong Suốt Quãng Đời Còn Lại, Lin Chiếc Xiao do Dương Từ thủ vai giống như một mặt trời nhỏ, ấm áp và tràn đầy năng lượng. Nhưng sau khi trải qua cái chết của người thân, kết hôn và sinh con, Lin Chiếc Xiao cũng bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, trở nên điềm tĩnh, khôn ngoan và minh bạch hơn. Chiếc váy cưới của Dương Từ trong phim đẹp đến mức khiến trái tim người ta rung động, đặc biệt là những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô khiến đám cưới có vẻ đặc biệt trang trọng và ý nghĩa. Phong cách váy cưới của cô chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đẹp quá! Bộ phim Hạnh Phúc Đến Ngàn Nhà kể về những chuyện ở miền quê. Bắt đầu là đám cưới của He Sinh Phu. Đám cưới này không hề đơn giản. Đám cưới này cũng bộc lộ thói quen xấu trong hôn nhân ở nông thôn.
Mặc dù He Sinh Phu kết hôn ở nông thôn nhưng vùng nông thôn ngày nay không còn như xưa, kinh tế ngày càng khá hơn. Váy cưới của He Sinh Phu vừa mang phong cách hiện đại, vừa mang phong cách làng quê độc đáo. Thực sự rất tốt. Bạn có thấy nông thôn đã thay đổi nhiều không? Nó ngày càng tốt hơn. Chiếc váy cưới Triệu Lệ Dĩnh mặc trong phim Hạnh Phúc Vạn Nhà thực sự độc đáo. Chiếc váy cưới trên người cô trắng như tuyết không chỉ mang phong cách thời trang thành thị mà còn bộc lộ bầu không khí mộc mạc. Nó đơn giản là sự kết hợp tuyệt vời giữa các thiết kế Trung Quốc và phương Tây. He Sinh Phu do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, trông giống như một cô gái nông thôn bình thường với một chút trang điểm trên khuôn mặt. Nhưng cô đã thu hút sự chú ý của khán giả ngay khi xuất hiện trên sân khấu. Sau đó, vì bị chị gái ép kết hôn, đám cưới của He Sinh Phu đã biến thành một trò hề mà cô không bao giờ quên, khiến mọi người vừa đau khổ vừa xúc động. Triệu Lệ Dĩnh vào vai một cô gái nông thôn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Nhà. Diễn xuất của cô ấy đặc biệt tốt, giống như chính cô ấy vậy. Phong cách váy cưới độc đáo của cô hoàn toàn phù hợp với nhân vật trong phim. Trải nghiệm cuộc sống của nhân vật He Sinh Phu cũng khá phức tạp, chỉ xem thôi cũng khiến người xem cảm thấy xót xa. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đáng kinh ngạc. Cô đã thể hiện được sự giản dị và kiên cường của một cô gái nông thôn, khiến người ta phải rơi nước mắt. Bộ phim này thực sự rất đáng xem và tôi đặc biệt giới thiệu nó cho mọi người. Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đều xinh đẹp trong bộ váy cưới trong phim điện ảnh và truyền hình. Mỗi đám cưới đều gắn liền với cốt truyện nên vẻ đẹp của chúng cũng có nét riêng. Gui Xiao do Đàm Tùng Vận thủ vai tràn ngập hạnh phúc như thế. Cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cô lấy lại được mối tình đầu và cam kết trọn đời trong đám cưới. Niềm hạnh phúc mà cô cảm nhận được thật sự rất cảm động. Mặc dù chiếc váy cưới của Dương Tử trong Xin Lời Khuyên Cho Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi rất đẹp, nhưng đằng sau đám cưới lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc hơn. Lin Chiếc Xiao rưng rưng nước mắt, thực sự rất cảm động và đau buồn. Ngoài ra còn có Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Vạn Nhà. Phong cách váy cưới độc đáo của cô khiến khán giả không khỏi tò mò về nhân vật này. Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện thành công một cô gái nông thôn sống động và đặc biệt, rất ấn tượng, và cốt truyện tiếp theo cũng rất thú vị. Ba nữ diễn viên này đều thể hiện sức hút độc đáo của mình trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhau. Họ đều xinh đẹp theo cách riêng của mình.